bệnh nhân ho ra cục máu đông hình dạng như cây phế quản trong lúc nằm viện vì suy tim người đàn ông 36 tuổi ở Mỹ đã ho ra một cục máu đông có hình dạng như cây phế quản trường hợp hi hữu này được báo cáo trên tờ New England Journal of Medicine cho hình dạng của cục máu đông khá kỳ lạ nên đã khiến nhiều trang báo hiểu nhầm rằng bệnh nhân 36 tuổi này thực sự đã ho ra phổi Trước đó, nam bệnh nhân 36 tuổi điều trị tại Trung tâm Y tế Đại học California San Francisco, Mỹ do suy tim. Đội ngũ y tế cho biết tim của anh rất yếu, chỉ bơm được 50% lượng máu so với mức bình thường. Bệnh nhân còn bị hẹp động mạch chủ nên đã được đặt máy điều hòa nhịp tim và thai van tim. Tuần điều trị đầu tiên, người đàn ông đã ho dữ dội. Trong một cơn ho, anh khạc ra một cục máu đông lớn có hình dạng y như cây phế quản chúng tôi rất ngạc nhiên ông joe wc thaler bác sĩ phụ trách ca bệnh trên nói với tờ the atlantic điều này rất rất hiếm bởi thông thường các bệnh nhân chỉ có thể ho ra từng mảnh cục máu nhỏ sau khi xảy ra vụ việc trên đội ngũ y tế đã cho bệnh nhân dùng ống thở hai ngày sau anh không còn ho ra máu tuy nhiên tuần kế tiếp bệnh nhân nhanh chóng yếu đi và cuối cùng đã qua đời vì biến chứng của suy tim trên thực tế, con người không thể ho ra phổi vì bộ phận này quá lớn để đi qua khí quản. Trong khi đó, việc ho ra các cục máu đông trong phế quản lại không hề hiếm thấy. Nước Mỹ từng ghi nhận các trường hợp ho ra cục đông phế quản vào cuối những năm 2005, 2010 và 2015.